người đến đem những câu chuyện giản dị nhất trong cuộc sống của họ đến chúng em, những nguồn động lực mạnh mẽ, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin rằng là họ sẽ làm được từ những cái khó khăn mà họ gặp phải, rồi họ trải qua như thế nào, họ vượt qua như thế nào. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ nhất là những người trẻ như chúng em. Chúng em được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, rất nhiều niềm tin rằng là khi chúng ta dám ước mơ, dám thực hiện thì chúng ta sẽ đạt được cái ước mơ, dù đó là ước mơ nhỏ bé hay là ước mơ lớn lao. Cái chương trình này để lại cho em cũng khá nhiều ấn tượng, bởi vì em cũng theo dõi, thực sự nói là một sự lan tỏa rất là lớn đối với toàn thể các bạn sinh viên, học sinh, thanh niên Việt Nam, và mang thông điệp rất là lớn, dám nghĩ, dám làm và dám thử thách bản thân. Các bạn sau này là trở thành giáo viên thì cái việc các bạn tiếp cận tri thức, và đặc biệt là những tri thức cơ bản nhất về khởi nghiệp, về những cái kỹ năng sống, ví dụ như ở trong cuốn Đắc Nhân Tâm, tôi rất là ấn tượng. Và đây cũng là cái nền tảng để cho các bạn sinh viên để sau này các bạn ấy công tác tốt, đặc biệt là đối với nghề giáo viên. Ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên tới với trường Đại học Sư phạm ở Thái Nguyên thì thực sự là mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình đón nhận được rất nhiều tình yêu thương của quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên. Mai này các bạn sẽ là những thầy cô đứng ở trên bục giảng. Thanh tin chắc chắn rằng chương trình Hành Trình Từ Trái Tim sẽ đem đến cho các bạn một nguồn cảm hứng để sau này khi mà các bạn được trở thành thầy cô thực sự, các bạn sẽ cũng đem tới cái nguồn cảm hứng đó, những nguồn tri thức đó tới cho những sinh viên của mình.